mình vừa mới chia sẻ một số cái loại đồng tiền cổ được trồng trong vườn nhà mình, nó đang nở hoa khá là đẹp. Hy vọng là clip này sẽ mang lại niềm vui cho các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà, nhấn thích video, để lại comment, mình cùng giao lưu nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bạn.